Ok, xin chào tất cả anh chị đến với livestream tiếp theo ngày hôm nay. Quá tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Hôm nay là em theo là Lan livestream chưa được sớm ha. Xin lỗi tất cả các anh chị. Xin tuyệt vời. Anh chị nào mà đã vào livestream rồi thì giúp em theo chia sẻ livestream và tăng tên những người bạn của mình vào ha, để chúng ta bắt đầu sớm nhất trong ngày hôm nay luôn. Ok. Rồi, xin chào tất cả các chủ tịch nha. Ok, xin chào chủ tịch Như Ý, xin chào chủ tịch Bích Phạm, xin chào chủ tịch Huỳnh Mộng Duyên, xin chào chủ tịch Phạm Văn Thệ. Quá tuyệt vời các anh chị ha. Rồi các anh chị ơi, hôm nay em theo vào livestream chưa thì sớm, các anh chị có thể là giúp em theo nhắn cho đồng đội của mình kêu gọi họ vào để mà bắt đầu livestream sớm nhất được không ạ? Ok, thứ lỗi cho các anh chị ha. Rồi hôm kể từ hôm nay cho mình đi là chúng ta sẽ vào livestream đúng giờ. Ok, xin tuyệt vời. Rồi các anh chị có nước chưa các anh chị ơi? Hôm nay thì em theo dùng một ly nước khác có màu trắng. Rồi xin chào chủ tịch Huỳnh Như, rồi xin chào Khánh Văn ạ. Xin chào tất cả các anh chị ha. Rồi các anh chị giúp em theo kêu gọi đồng đội nhóm mình vô được không ạ? Nhắn cho những người bạn của mình ha, mình nhắn cho những người bạn của mình là hôm nay là em theo livestream chưa được sớm. Nhắn cho các người bạn mình biết là mình vẫn học livestream bình thường nha. Ok. Rồi. Hôm nay là em sẽ gửi tặng các anh chị một cái tập phim rất là vi diệu. Một cái phần tập phim nói về hành trình của những người thành nói về những người vĩ đại các anh chị, những người gọi là những người thành công. Những người thành công họ có một cái điểm chung gì? Họ có những cái điểm mà tuyệt vời gì và đặc biệt gì? Livestream ngày hôm nay em theo rất là nó đã giúp cho em theo có được cái kết quả khác biệt với người khác. Xin chào chị Tài Dung Lê, quá tuyệt vời. Chị Tài Dung Lê giúp em theo và nhắn anh chị đồng đội mình vào ha. Ok, quá tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Rồi hôm nay làm theo thật sự là thứ lỗi tất cả anh chị ha, em đã vào không đúng giờ. Cái điều này là rất là không hề thoải mái luôn, và em theo phải hứa bản thân với các anh chị là kể từ giờ đây đúng không ạ, chúng ta phải vào đúng giờ hơn để cho các anh chị học tập nghiêm túc cùng với em theo ha. Ok, xin chào chủ tịch anh Nguyễn Tony, xin chào chủ tịch anh Trương Nhật, xin chào Đỗ Minh Điền, quá tuyệt vời, một người bạn quá tuyệt vời. Xin chào chủ tịch Huỳnh Diễm, xin chào Xuân Anh Trần, quá tuyệt vời các chị ơi. Rồi giúp em theo nhắn những người bạn của mình vào đây nhưng mà chúng ta cũng bắt đầu phát triển tư duy, nâng cấp trí tuệ. Và các anh chị cũng đã biết rằng là chỉ có trí tuệ đúng không ạ, trí tuệ là cái thứ mà giúp cho chúng ta thay đổi một cuộc đời các anh chị. Có thể ngày hôm nay các anh chị không có, chưa có tiền, các anh chị chưa có mối quan hệ, các anh chị chưa có tài năng. Ví dụ như anh chị muốn trở thành một cái người người mẫu, người trở thành một cái người mẫu, một cái người diễn viên nổi tiếng đi, thì ít ra anh chị phải có body ha, có chiều cao ha, các anh chị phải có dáng dấp, rồi anh chị phải có vẻ đẹp, anh chị phải có sắc mặt, và anh chị phải cạnh tranh với rất rất là nhiều người ngoài kia. Nhưng mà những cái vị trí đó nó chỉ cần một hai ba người thôi, nó chỉ cần số ít người thôi và số ít người thôi. Và anh chị muốn mà đạt trong những cái chức vị đó thì phải cạnh tranh rất là nhiều. Em nói thật các anh chị, hồi xưa em cứ nghĩ là khi mà mình trở nổi tiếng thì chắc là mình muốn giàu thì chắc là mình phải trở nên nổi tiếng. Các anh chị hình dung được không ạ? Nếu mà mình muốn ok, xin chào chị Tài Huỳnh Bổng Duyên. Chị Tài Huỳnh Bổng Duyên với theo kêu gọi những người bạn của mình vào ha. Ok. Rồi. Ở đây là em cứ nghĩ rằng là nếu như mà mình trở nên giàu có, muốn có tiền, muốn thành công á, mình phải nổi tiếng. Và em rất thích nổi tiếng. Không phải thích nổi tiếng là để làm gì đâu, mà để trở nên là cái người giàu có đó các anh chị. Nhưng mà các anh chị phải hiểu, em mới nhìn ra một cái tầm nhìn như thế này nè các anh chị. Để mà trở nên nổi tiếng em thấy là rất nhiều người ngoài kia rất là đẹp.
rất nhiều người ngoài kia họ rất là đẹp các anh chị, họ vô cùng đẹp luôn, không những là đẹp mà chân họ rất là dài, chân cực kỳ dài mà body rất là chuẩn. Nên là em đã cố gắng em ăn làm sao cho cái body mình nó càng ngày càng chuẩn, da mình càng ngày càng đẹp. Nhưng cái thứ mà em không khắc phục được là cái chân mình nó dài ra, cái chân mình nó phải dài ra, thì cái đó là cái chuyện đó là em thấy nó chưa được dễ. Thế mà nhưng bây giờ giả sử em có cái chân dài đi chăng nữa thì hồi xưa em đã đi thi diễn viên điện ảnh và em đã nhìn thấy rằng là em mới phát hiện ra rằng thì em mới phát hiện ra rằng để mà mình có thể là chen chân vào cái sự nổi tiếng và nó rất là nó không được dễ các anh chị, bởi vì nhiều người đẹp lắm và có những bạn cực kỳ đẹp và rất là giỏi luôn, và em thấy là để mà cho nên giàu có đối với mình chắc chưa dễ rồi. Nhưng mà anh chị phải hiểu một điều nha, anh chị chỉ cần biết sử dụng, anh chị chỉ cần, nếu như anh chị không có những thứ đó, nhưng mà anh chị có một thứ anh chị có thể học được, có một thứ anh chị có thể gây dựng cho mình được, mà không cần anh chị phải sinh ra anh chị đã sở hữu, rất là dễ dàng luôn. Đó là cái việc anh chị nâng cấp cho mình cái bộ tư duy trí tuệ gốc rễ. Và chỉ cần anh chị có cái trí óc, anh chị có cái trí tuệ, anh chị có tư duy, thì anh chị sẽ hơn rất là nhiều người khác ngoài kia. Và anh chị sẽ dùng cái tư duy của mình và anh chị tạo ra cho mình bất cứ cái gia tài nào mà anh chị có thể sở hữu được, anh chị muốn sở hữu. Và em theo cũng, bây giờ em theo quan sát lại, em theo nhìn lại những cái người bạn, và những người bạn mà thi diễn viên điện ảnh của mình hồi xưa, những cái người bạn trong giới showbiz của mình hồi xưa, đúng không ạ? À, có nha, em có bạn trong giới showbiz nha. Rồi những cái người bạn đi cắt quốc hồi xưa với mình, thì bây giờ em theo nhìn lại thì các bạn không có cái thứ mình đang có, đó chính là các bạn không có tư duy. Vì các bạn không có tư duy và cũng không có biết được dùng quản lý tiền, các bạn cũng không có được cái phương thức quản lý tiền của người giàu, không có được cái trí óc của cái người giàu, của các triệu phú đô la thực sự. Ở đây là cái đó là các bạn không có. Nhưng mà may mắn là em theo đã sở hữu cho mình một cái trí tuệ của một triệu phú đô la, một cái trí tuệ của những người giàu có thành công. Và em theo biết được càng ngày làm thế nào để nâng cấp được cái trí tuệ mình lên như thế nào. Và càng ngày mình sẽ dùng cái trí tuệ của mình để tạo ra cho mình một cái gia tài. Đúng không ạ? Trở thành một thương nhân kinh tế lỗ lạc dễ hơn là trở thành một người nổi tiếng các anh chị. Nhưng mà các anh chị trở thành một thương nhân kinh tế lỗ lạc rồi, anh chị nổi tiếng vẫn chưa muộn. Ok, được không ạ? Yes. Dùng sức mạnh tiềm thức để mà kinh doanh đầu tư thành công dễ hơn các anh chị. Đó chính là hôm qua chúng ta đã có một cái điều, đó chính là học cách ăn mừng. Và anh chị cũng đã biết được rằng là cái việc mà chúng ta trở thành một thương nhân kinh tế lỗ lạc, trở thành một tài phiệt đô la, trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, trở thành một chuyên gia để mà bảo vệ sức khỏe của mình, thì thật sự là nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Học được các anh chị, có nghĩa là tất cả anh chị đây hả, 100 mấy anh chị ở đây, anh chị học được hết. Còn nếu như mà anh để mà trở thành một người diễn tiếng, anh chị có học được không? Trở thành một ca sĩ nổi tiếng, anh chị có muốn học học được không? Không. Anh chị có muốn học cũng không học được. Nhưng mà để mà trở thành một thương nhân kinh tế lâu lạc, tất cả anh chị đây đều có cơ hội như nhau. Đó là lý do em theo mới hay có cái câu là gì ạ? Sử dụng sức mạnh nhận thức để kiếm tiền là dễ nhất, sử dụng sức mạnh nhận thức để kinh doanh và đầu tư là dễ nhất. Trên cuộc đời này, nó là cái việc dễ dàng nhất mà ai cũng có cơ hội thực hiện được. Và dù anh chị là ai, gia đình anh chị thế nào, hoàn cảnh anh chị ra sao, anh chị có xinh đẹp sẵn chưa, có body chưa, tất cả mọi thứ nó không có quan trọng bằng cái việc là anh chị đang có cái bộ óc như thế nào, anh chị đang có cái tư duy gì, cái suy nghĩ gì. Và cái suy nghĩ, cái tư duy thì chúng ta xây dựng được, chúng ta kiến tạo được, chúng ta thiết lập được. Ở đây là câu hỏi đặt ra ngay bây giờ, ngay lúc này, anh chị chọn, anh chị có cái suy nghĩ gì? Suy nghĩ của một thương nhân kinh tế lỗ lạc hay là suy nghĩ của một người bình thường? Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ có một cái tập phim dành cho tất cả các anh chị. Đó chính là tập phim nói về suy nghĩ của một nhà vô địch. Ok. Ở trên thế gian này có một cái nhóm người các anh chị, và em theo đã định vị mình là cái nhóm người này. Sau cái live stream ngày hôm nay, anh chị có định vị mình là cái nhóm người này hay không? Em đã định vị mình có một cái nhóm người, đó chính là họ có một cái tư duy
như thế này này các anh chị, là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải có kết quả tốt nhất. Và những cái người này họ không cần biết, nói chung á là họ có cái suy nghĩ là một khi mà họ làm cái gì là họ phải xuất sắc nhất, vô địch nhất, thành công nhất và phải là cái kết quả tốt nhất. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu xem cái nhóm người mà họ luôn luôn thành công, họ luôn luôn đưa mình vào cái thế là phải có kết quả tốt nhất. Cái nhóm người này họ có suy nghĩ gì? Đó chính là suy nghĩ của một nhà vô địch. Ok rồi, để mà chúng ta bắt đầu vô cái nội dung ngày hôm nay thì bây giờ anh chị ha cùng với em Thư mình có thể khởi động một chút. Đó chính là hôm qua mình đã học cái cách ăn mừng thành công rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay anh chị có được những cái thành công gì? Anh chị đã dùng sức mạnh tiềm thức và đã có được những thành công gì? Anh chị đã biết cách ra quyết định, hình dung tưởng tượng chưa? Và mới ngày hôm nay anh chị đã ra quyết định và hình dung tưởng tượng là anh chị xem livestream của em Thư xuất sắc nhất chưa? Đó, anh chị ha. Nếu mà chưa thì bây giờ các anh chị hình dung ha, học cách hình dung và anh chị hành động và lát nữa mình ăn mừng. Vậy thì bây giờ bao nhiêu số các anh chị ngày hôm nay các anh chị đã có được những cái thành công gì thì các anh chị có thể comment này, chúng ta cùng nhau ăn mừng. Ok rồi, các anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính chưa ạ? Anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính chưa các anh chị ơi? Nếu như mà mình vẫn chưa bỏ thì bây giờ các anh chị hãy lấy cái quỹ tự do tài chính của mình ra và anh chị có thể bỏ vào đây. Ngày hôm nay thì em Thư chưa có chuẩn bị tiền, nhưng mà trong túi mình đang có tiền trong túi mình đang có tiền, để mình xem thế nào. Có một tờ này các anh chị, rồi chúng ta sẽ bỏ cái tờ này vào. Ok, nó vẫn có thêm một tờ nữa các anh chị, bỏ vô các anh chị ơi. Đó, để em xem nữa còn nữa không, còn khá là nhiều thôi, mình bỏ thêm một tờ nữa các anh chị nhé. Ok, xem phát siêu vũ trụ rất là nhiều tiền luôn. Rồi bây giờ sau khi mình bỏ tiền xong thì anh chị phải làm một cái bước, đó chính là chúng ta phải kiểm xem thử trong này đã được bao nhiêu tiền rồi. Nếu mà nó đã gia tăng lên nữa không ạ? Ôi tiền của mình nó rất là thơm ha. Em có một cái thói quen rất là vui, đó chính là em ướp tiền cho nó thơm. Thơm để mà tiền đi tới đâu người ta cũng đánh giá được đây là tiền của chủ tịch Bách Thơm. Ôi! Và tiền sẽ nhớ mùi của em, nó sẽ quay về. Và nó sẽ gia tăng xong rồi nó sẽ quay về các anh chị. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm đếm xem thử rằng là được bao nhiêu tiền rồi. Cũng khá là nhiều rồi, mới hôm qua nay thì cũng khá là nhiều rồi ha. 1, 2, 3, 4. Cái này các anh chị lâu ra ha, đếm ha, lâu ra đếm các anh chị. 2, 4, 6. 260 6 ngàn. 266 ngàn. Rồi các anh chị sẽ làm gì đây? Các anh chị chuẩn bị cho em một cái tờ giấy ha. Sau các anh chị ghi vô các anh chị giá ở đây. Đó. Phải gà cho các anh chị coi luôn chứ để các anh chị không có bị quen á. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 các anh chị. Đây là ngày 13 tháng 5. Các anh chị chỉ còn 27 ngày cho mục tiêu của mình. Là mình đã bỏ vào mà mình đã được 266 ngàn đồng. Yeah, siêu tuyệt vời. Đây các anh chị ơi, đã cái số tiền đã bắt đầu gia tăng lên, cái quỹ này đã bắt đầu hút tiền cho em theo rồi đó, quá tuyệt vời. Rồi ví dụ như đó, rồi ngày hôm sau chúng ta lại tiếp tục. Rồi theo các anh chị dán lên này ha. Rồi cái cây bút này nó chưa được nổ lắm, ngày mai em sẽ chơi cái cây bút nổ hơn đi. Rồi ok, các anh chị đã kiểm đếm số dư chưa ạ? Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng thành công nào. Ngày hôm nay anh chị đã có được cái thành công gì? Anh chị đã có được mà ai đó cho tiền các anh chị không? Các anh chị có tiền về mỗi ngày không? Rồi anh chị có đi đường thông thoáng không? Anh chị có ăn uống miễn phí không ạ? Hoặc là anh chị có thành một cái thành công gì đó mà anh chị đã gặt được trong ngày hôm nay. Có nghĩa là anh chị đã ra quyết định và anh chị đã đạt được một cách xíu tuyệt vời. Các anh chị comment này được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Ok. Yeah.
Rồi xin mời các anh chị dùng nước nha. Khoan khoan khoan, đây có rồi nè. Xin chúc mừng anh Lê Thảo. Thành công ngày hôm nay của anh là sở hữu số dư là 510.000. Yeah! Siêu thức siêu chục. Yeah! Yeah yeah yeah. Siêu thức siêu chục. Siêu tuyệt vời các anh chị ơi. Chúng ta tiếp tục nha. Xin chúc mừng chị Bùi Hiền. Ngày hôm nay tiền lợi nhuận của chị là 570.000. Yeah! Siêu thức siêu chục. Siêu thức siêu chục và đi đường siêu thông thoáng. Quá tuyệt vời luôn chị Hiền ơi. Chị quá tuyệt vời. Em sẽ coi bên này cho nó dễ các anh chị nha. Tôi xin phép coi comment bên này nha. Ok. Rồi xin chúc mừng á. Xin chúc mừng chủ tịch chị Thu Thủy. Thành công của chị ngày hôm nay là dậy sớm vào Zoom lúc 4 giờ, quá tuyệt vời. Bao nhiêu số các chị vào lúc 4 giờ là quá tuyệt vời ha. Học tập phát triển tư duy lúc 4 giờ sáng. Đọc sách ghi chép livestream ôn bài. Thậm chí là tiền về là 2 triệu đồng. Yeah! Siêu thức siêu chục. Siêu thức siêu chục, quá tuyệt vời luôn. Ok. Hay quá chị ơi. Xin chúc mừng chị Nhung Thịnh Vượng. Thành công ngày hôm nay tiền của chị về là 1.530.000 đồng. Yeah! Siêu thức siêu chừng. Siêu thức siêu chừng, quá tuyệt vời. Hay quá chị ơi. Chị quá giỏi luôn, chị quá xuất sắc luôn. Thành công của em như ý là sáng dậy sớm lúc 3 giờ rưỡi vào Zoom học tập phát triển tư duy, đi đường thông thoát. Tiền lợi nhuận là 1.500.000 đồng. Yeah! Chủ quá tuyệt vời luôn, hay quá các anh chị ơi. Rồi xin chúc mừng chủ tịch Trần Thị Huỳnh Như. Thành công hôm nay tiền về là 8.900.000 đồng. Yeah! Siêu lớn siêu chủ, hay quá chị ơi. Chị quá giỏi luôn, xuất sắc luôn. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Xin chúc mừng chị Ngọc Phê. Thành công hôm nay của Phê dậy sớm vào câu lạc bộ đọc sách phát triển tư duy, có thời gian ăn uống đủ nước và tiền về 1.900.000 đồng. Yeah! Siêu thức siêu chục, siêu thức siêu chục. Yeah, hay quá chị ơi. Quá tuyệt vời luôn nè. Rồi, xin chúc mừng chủ tịch Ngọc Hiền. Thành công của Ngọc Hiền ngày hôm nay là dậy 4 giờ cùng câu lạc bộ đọc sách và là học được bài học uống nước. Ô hay quá. Tiền lợi nhuận của chị là 1.250.000 đồng. Yeah, yeah. Siêu thức siêu chủ. Yeah. Hay quá chị ơi. Xin chúc mừng chủ tịch Dung Lê. Thành công của Dung ngày hôm nay tiền về là 3.000.000 đồng. Yeah. Siêu thức siêu chủ. Yes, hay quá các chị ơi. Quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng chị Chu Nhung. Thành công của tôi hôm nay đi đường thông thoáng, ăn uống miễn phí. Lợi nhuận hôm nay tiền về là 33.200.000 đồng. Yeah! Siêu thức siêu chủ. Siêu thức siêu chủ các anh chị, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng chủ tịch Phạm Văn Thiện. Thành công của Thiện thức dậy lúc 4 giờ sáng vào Zoom cùng anh chị em trong câu lạc bộ. Hôm nay tiền về là 14.000 đồng. Yeah! Siêu thức siêu chủ. Xin lúc siêu trời. Yeah, hay quá các anh chị ơi. Quá tuyệt vời luôn ha. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng chủ tịch Phạm Nga. Thành công hôm nay của em tiền về là 2.100.000 đồng. Yeah. Xin lúc siêu trời. Xin lúc siêu trời, quá tuyệt vời luôn. Rồi xin chúc mừng chủ tịch Phạm Nga ha. Cảm ơn sức mạnh tiềm thức, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng chủ tịch Trần Yến. Thành công hôm nay của chị Yến tiền về là 600.000 đồng. Yeah! Siêu thức siêu chừng. Siêu thức siêu chừng. Yeah! Hay quá chị ơi. Quá tuyệt vời luôn nha. Xin chúc mừng
Chủ tịch Hồng Hoa, thành công hôm nay của Hoa thu hồi vốn 790.000 đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm quá tuyệt vời ha chị Hoa. Tư duy của thương nhân kinh tế lỗ lạc là mình phải thu hồi vốn ha. Phải ít nhất phải thu hồi được vốn của mình nha. Rồi, xin chúc mừng Chủ tịch Phạm Thị Nương. Thành công hôm nay của chị Nương là ăn uống miễn phí, đi đường thông thoáng, đọc 2 chương sức mạnh bí mật tư duy triệu phú. 4 là tiền về 2 triệu đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm quá tuyệt vời luôn chị ơi. Hay quá. Hay quá chị ơi, quá tuyệt vời. Rồi xin chúc mừng Chủ tịch Mỹ Dung. Thành công hôm nay tiền lợi nhuận của Dung là 1.150.000 đồng. Yeah! Yes, yes. Siêu tức siêu trộm. Ok. Xin chúc mừng anh Trạng Hải. Thành công hôm nay tiền về là 1 triệu đồng và đi đường thông thoáng. Yeah! Siêu tức siêu trộm quá tuyệt vời luôn nè. Hay quá. Xin chúc mừng anh Đặng Văn Điển. Thành công hôm nay Đặng Dư 18.700.000 đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Siêu tức siêu trộm. Yeah! Ok. Quá tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Xin chúc mừng Chủ tịch Thị Dung. Thành công ngày hôm nay của Thị Dung là tiền về trong tài khoản là 18 triệu. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá. Các anh chị quá dở quá xuất sắc. Xin chúc mừng Chủ tịch Ngọc Lan. Thành công hôm nay là đi đường thông thoáng. Tôi được chồng mua đồ ăn sáng cho. Hay quá chị ơi. Có chồng mua đồ ăn sáng là quá thích luôn đó. Đọc sách nghe livestream của tỷ phú, tiền về là 3.580.000 đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá chị ơi. Vừa gia đình hạnh phúc mà vừa có tiền về, vừa có chồng mua đồ ăn sáng cho, rồi đọc sách phát triển tư duy. Trời ơi quá hay chị nhỉ. Xin chúc mừng Khánh Văn đã bỏ quỹ tự do tài chính là 150.000. Dậy sớm vào lúc dung lúc 4 giờ sáng, biết cách uống nước cho đúng, đi đường miễn phí, đi đường an toàn, có thêm 2 mối quan hệ giàu có và chất lượng. Yeah! Yes, tuyệt vời ha. Quá tuyệt vời luôn chị ơi. Xin chúc mừng Hoàng Diệu, thành công của chị là có được 30.000. Yeah! Thành công của anh Nguyên Tony. Xin chúc mừng anh Nguyên Tony. Là ghi chép là chim từng câu từng chữ và tiền về là 4.500.000 đồng nha. Siêu tức siêu trộm. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Hay quá anh ơi. Anh quá giỏi luôn đúng không? Tại vì đô la có khác đúng không ạ? Hôm nay thành công của em xin đỡ. Xin chúc mừng em xin đỡ là tiền về là 3.800 đô. Yeah! Siêu tức siêu trộm quá tuyệt vời. Tại thiệt đô la ha, tiền về mỗi ngày các anh chị ơi. Rồi, xin chúc mừng Chủ tịch Huỳnh Mộng Duyên. Thành công hôm nay của Duyên tiền về là 5.900.000 đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá chị Duyên ơi. Rồi, đây là cái thời điểm mà chúng ta hút tiền nữa các anh chị. Xin chúc mừng Chủ tịch Phạm Thu Trang. Thành công hôm nay của Thu Trang tiền lợi nhuận về là 5 triệu đồng. Yeah! Yeah! Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá Thu Trang ơi. Vừa trẻ vừa đẹp, vừa tài cao, tư duy cao, kiến thức rộng, tầm nhìn xa, tầm nhìn lớn. Quá tuyệt vời. Hay quá. Các anh chị quá giỏi quá sức. Rồi xin chúc mừng Chủ tịch Ngọc Hương. Thành công là thức dậy lúc 3:45 sáng và ghi chép livestream xuất sắc, đi đường thông thoáng, lợi nhuận là 1 triệu đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá. Xin chúc mừng Chủ tịch Thúy Trịnh. Thành công hôm nay tiền về là 150.000 đồng. Yeah! Yes! Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá Thúy Trịnh ơi. Rồi xin chúc mừng chị Thủy Na. Thành công hôm nay của chị tiền về là 550.000 đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Ồ, hay quá chị ơi. Quá tuyệt vời. Xin chúc mừng Chủ tịch Thoa Thoa. Hôm nay tiền của Thoa về là 25.000 đồng. Yeah! Siêu tức siêu trộm. Yes! Hay quá. Tiền về mỗi ngày, tiền về đầy túi.
Rồi các anh chị nhé, ăn mừng giống theo luôn ha. Anh chị ăn mừng giống như là tiền anh chị về ha. Xin chúc mừng chủ tịch Thu Văn, thành công hôm nay của Văn tiền về là 1.150.000 đồng. Yeah, siêu rất siêu chỗ. Yes, hay quá các anh chị. Đây là chúng ta học cách ăn mừng á ha, chúng ta đang ăn mừng cho tiền của mình đó các anh chị ơi, hay quá. Xin chúc mừng chủ tịch Bích Phạm, thành công của Bích ngày hôm nay tiền về là 13.400.000 đồng. Yeah, siêu thích siêu chuẩn, siêu thích siêu chuẩn, hay quá. Chị biết là học được bài học siêu giá trị trong Zoom từ chủ tịch Bích Thư, ăn uống đúng giờ, đầy đủ dinh dưỡng. Yeah, cảm ơn chủ trụ. Rồi hết luôn rồi các anh chị ơi. Rồi ha, chúng ta sẽ tạm thời là tới đây nha các anh chị nhé. Chứ giờ mình ăn mừng nữa cái mình tới tú luôn các anh chị ơi. Hết lên chim luôn đó. Nên là xin chúc mừng tất cả các anh chị thường ạ. Các anh chị đã rất là xứng đáng ha. Các anh chị dù thành công lớn hay thành công nhỏ gì, các anh chị cũng rất là xứng đáng. Và các anh chị đã có được thành công như ngày hôm nay chứng tỏ rằng là các anh chị học tập rất là nghiêm túc, các anh chị tập trung vào thành công của mình. Những anh chị nào đang tập trung vào thành công sẽ nối tiếp thành công và thành công sẽ đại thành công. Bởi vì chúng ta sống theo một cái quy luật, tập trung cái gì thì cái đó mở rộng, tập trung cho thành công thì thành công mở rộng. Và hàng ngày chúng ta chỉ tập trung cho thành công, tập trung vào cái đích cuối cùng của mình, mục tiêu 30 ngày của mình. Sống mình phải có mục tiêu các anh chị. Bây giờ bất kỳ ai trên cõi đời này họ không quan tâm tới các anh chị cũng được, đúng không ạ? Lỡ như mà họ không quan tâm các anh chị thì các anh chị cũng đừng có buồn. Tại vì sao ạ? Bởi vì các anh chị đang sống vì mục tiêu của mình. Anh chị hình dung được không ạ? Nên là chúng ta hãy sống với mục tiêu của mình. Đó là cái thứ mà nó sẽ giúp cho các anh chị có cái động lực để mà hàng ngày phải luôn luôn phát triển, luôn luôn tiến tới. Hàng ngày các anh chị có cái thứ để mà các anh chị sống vì nó, anh chị hành động vì nó. Được không các anh chị ơi? Ok. Rồi theo tiếp tục ha. Yeah, xin mời các anh chị dùng nước nào. Rồi tối ngày hôm nay thì em theo có một cái bữa ăn khá là đầy đủ chất dinh dưỡng. Đây là bữa ăn mà những cái một cái người bạn trong phòng đã chuẩn bị cho em Thơm, một cô em gái đã chuẩn bị cho em Thơm ha. Cô em gái rất là xinh đẹp, rất là tài năng, rất là siêu giỏi, tư duy cao, tầm nhìn xa, đã chuẩn bị cho em Thơm một cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng như thế này đó, để cho em Thơm ăn để mà có dinh dưỡng để mà chia sẻ cho các anh chị tiếp tục ngày hôm nay. Bởi vì em Thơm không có kịp ăn tối đó các anh chị ha. Anh xin phép các anh chị cho em Theo dùng cái bữa ăn này chút xíu nha. Rất là ngon các anh chị ơi. Rồi thì hôm nay em Theo chia sẻ cho các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau đọc tuyên bố nha. Xin phép các anh chị là các anh chị có thể đọc tuyên bố cùng với em Theo được không ạ? Các anh chị dựng cái điện thoại trước mặt, sau đó đặt tay lên cái trái tim của mình, cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận cái trái tim của mình đang đập thình thịch. Trái tim của mình á, là một cái thứ mà được tạo hóa ban cho mình một cái trái tim, và nó có trước khi mà chúng ta được sinh ra. Nên là các anh chị hãy tận hưởng từng giây phút trái tim mình rung chạm ha. Và các anh chị hãy đặt lên và xoa lên trái tim của mình để cảm nhận được. Và các anh chị hãy cùng em Theo được mà tận dụng cái giây phút này, cùng em Theo đọc 17 tư duy triệu phú, cùng với em Theo cài đặt 17 tư duy triệu phú vào trong tâm trí mình luôn được không ạ? Rồi hãy làm cái động tác là dựng điện thoại lên, sau đó nhìn vào gương các anh chị, nhìn vào gương, hai con mắt của mình nhìn trực tiếp vào gương và đặt tay lên trái tim cảm nhận. Chuẩn bị đọc 17 tư duy triệu phú cùng em Theo ha. Ok, 1 2 3 bắt đầu. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất lại là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi trả cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi cực kỳ nhiều tiền. Tôi tự do về mặt tài chính.
Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cái sống mà tôi mong muốn. Công việc làm thêm ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính sách cho mặt thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi cái trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là mang lại sự giàu có và dư dả. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền là sức mạnh, tiền giúp cuộc sống của tôi thịnh vượng hơn, dễ chịu hơn. Tôi ngưỡng mộ và nói gương những người thành công và giàu có. Tôi xứng đáng để giàu có vì tôi luôn thêm thật nhiều giá trị cho người khác. Tôi giàu có vì tôi luôn làm những điều mà tôi yêu thích. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cực khôi. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, khả năng giữ, khả năng phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Tôi là tỷ phú đô la. Yeah, yes. Siêu thức siêu trụ, quá tuyệt vời các anh chị ha. À, cái giây phút mà đọc tuyên bố là cái giây phút quá là tuyệt vời. Là dành cho các anh chị ha. Các anh chị hãy nghiêm túc với cái bài mục tiêu của mình, nghiêm túc với những cái gì mà anh chị ám thị vào cơ thể của mình ngày hôm nay. Và hôm nay thì em chia sẻ các anh chị một cái tư duy rất đặc biệt, tư duy của một nhà vô địch. Nếu như anh chị sở hữu và sống như một nhà vô địch thì trên cuộc đời này anh chị sẽ nhận được tất cả mọi điều lợi lạc nhất trên cuộc đời này thôi, đúng không ạ? Và sau ngày hôm nay các anh chị là nhà vô địch. Và em theo chỉ thích làm việc, hợp tác làm ăn, hợp tác làm ăn, kinh doanh và đầu tư với những đối tác định vị mình là một nhà vô địch. Rất là thích các anh chị, cực kỳ đam mê. Em rất là đam mê và rất là thích định vị, được làm việc với các tài phiệt đô la có cái tư duy như một nhà vô địch. Lúc nào họ cũng là một nhà vô địch. Yeah, yeah, yeah. Tiến lên phía trước. Yeah, yeah. Chứ không có phải là thôi chị thấy cái đó nó cũng không được đâu, cây đó chắc cũng không làm được đâu. Thôi cái đó chị không dám chơi đâu, cái đó chị cũng không biết. Thôi. Rồi, vậy thì lý do tại sao em theo lại thích làm việc với những nhà vô địch. Những người có tư duy của một nhà vô địch là như thế nào? Và các anh chị cũng đã từng mình đã chứng kiến rất là nhiều cái cuộc đua marathon hoặc là những cái cuộc thi, hoặc là em theo rất là thích xem những cái cuộc thi. Ví dụ như là thi Miss Universe, nói chung là những cái cuộc thi mà gọi là hoa hậu quốc tế hoặc là hoa hậu, nói chung là những cuộc thi mà để mà chọn ra được một nhà vô địch đó, là em theo rất là thích coi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em rất là thích những cái người mà giành chiến thắng. Và em thường hay xem thử họ có cái suy nghĩ gì và họ đã làm cái gì mà họ đã chiến thắng được. Trong đầu họ có một cái suy nghĩ gì. Và em tìm ra được một cái điểm chung của tất cả những cái nhà vô địch, tất cả những cái người mà luôn luôn là giành cái chiến thắng trong các cuộc đua. Họ có một cái tinh thần thép như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Và cái tư duy đầu tiên của một nhà vô địch các anh chị, tư duy đầu tiên của một nhà vô địch đó chính là: đã không làm thì thôi, đã làm là phải có kết quả tốt nhất. Đã không học thì thôi, đã học là phải có kết quả tốt nhất. Đã không giúp thì thôi, đã giúp là cái người đó phải có kết quả tốt nhất. Đã không trở thành biểu tượng cảm hứng thì thôi, đã là biểu tượng cảm hứng thì phải là cái biểu tượng truyền cảm hứng tốt nhất, xuất sắc nhất. À, các anh chị đây đã có được cái suy nghĩ đó chưa ạ? Và từ khi mà em theo có một cái thấy được tư duy của nhà vô địch, em phải định vị mình là một nhà vô địch. Mình phải là một nhà vô địch. Và khi mà em theo làm một cái việc gì đó mà em theo nhắm là em theo làm không tốt, hoặc là có một cái người nào đó họ có thể làm tốt hơn mình, thì cái việc đó nếu như mà em nhắm em không làm được tốt và em không có nhiều thời gian để em làm tốt, hoặc là nó chưa phải là cái việc, nó không phải là cái việc mà mình phải chú tâm vào, thì em theo sẽ không làm. Và một khi mà em đã làm ha, một khi mà mình đã nhúng tay vào mình làm,
thì mình phải làm nó xuất sắc các anh chị. Tại vì chúng ta là những nhà tài phiệt, chúng ta biết cách làm việc thông minh. Chúng ta làm việc thông minh có nghĩa là những cái việc mà chúng ta làm á, là nó rất là thông minh. Và những cái việc mà chúng ta làm là nó đều hướng tới cái thành công của mình. Và những cái việc mà chúng ta không làm chứng tỏ là những cái việc đó nó không hướng tới thành công của mình. Vậy thì những cái việc mà chúng ta nhúng tay vào chúng ta làm là chúng ta đã xác định nó đây, nó sẽ giúp cho chúng ta hướng tới thành công. Vậy thì chúng ta phải làm tốt nhất, anh chị phải làm nó tốt nhất và nó xuất sắc nhất. Còn những cái việc mà em Theo thấy rằng là nó không giúp cho mình, nó không hỗ trợ cho mình hướng tới thành công, thì em Theo sẽ không bao giờ làm. Và nếu có làm thì em Theo chắc chắn em Theo sẽ không bao giờ làm nó xuất sắc. Vậy thì giữa cái tinh thần làm mà biết trước là mình không bao giờ mình làm tốt được thì tốt nhất là không có làm các anh chị. Anh chị hiểu em hay nói không ạ? Còn những cái việc mà em đã nhúng tay vào em làm là em biết chắc những cái việc này là nó giúp cho mình thành công đó. Ví dụ như hàng ngày phát triển tư duy, hoặc là hàng ngày mình phải trao giá trị, hoặc là hàng ngày mình phải giúp được một ai đó, hoặc là hàng ngày mình ra quyết định là mình phải giúp được một cái người nào đó họ có thể cải thiện một vấn đề đó, thì mình biết chắc là những cái việc này nếu như mình làm xuất sắc thì vũ trụ sẽ trả công cho mình, đó là xứng đáng. Thì mình là một cái người có giá trị, là một cái người có cái giá trị với đời, thì tất nhiên là mình sẽ nhận lại những cái phần thưởng ngọt ngào. Nên là em biết chắc là những cái việc này mình đã làm thì mình phải làm xuất sắc nhất các anh chị. Anh chị đã có cái tư duy đó không ạ? Giả sử như anh chị học ở đây, anh chị xác định là chúng ta phải học trong vòng 30 ngày nữa, trong vòng 90 ngày nữa mình phải tạo ra một gia tài, mình phải gây dựng lên một cái con người thành công, một người có trí tuệ, tạo ra được cái thu nhập mà mình thật sự đang mong muốn. Anh chị phải thấy được cái kết quả đó thì anh chị phải làm, anh chị mới làm. Và để mà học mà có kết quả đó thì mình phải vào học đúng công thức và học đúng theo như câu lạc bộ hướng dẫn, cho những cái người thành công đi trước hướng dẫn thì chúng ta làm theo. Còn nếu như mà nhắm mà chúng ta học không được thì tốt nhất là chúng ta nghỉ. Anh chị hiểu không ạ? Thì anh chị hãy nghỉ, anh chị dành cái thời gian đó để mà mình làm cái việc mà mình đang làm đó nó xuất sắc. Khi nào mà mình cảm thấy mình học được, khi nào mình cảm thấy mình làm được thì mình quay lại mình học. Anh chị hiểu nó không ạ? Và tư duy của một người vô địch không lý do, không biện minh, không đổ lỗi, và chỉ có chiến thắng, chỉ có xuất sắc, chỉ có đạt được, chỉ có làm xuất sắc, chỉ có tạo ra kết quả, không có đường lùi, không có biện minh, không đổ lỗi, không lý do, không trách móc, chỉ có là kết quả tốt nhất. Và họ luôn có cái suy nghĩ là họ phải làm sao ra được kết quả tốt nhất. Tôi không cần biết được ai trong này giỏi, tôi không cần biết, tôi phải là cái người có kết quả tốt nhất. Không học thì thôi, đã học phải có kết quả tốt nhất. Anh chị hình dung được không ạ? Không làm thì thôi, đã làm phải có kết quả tốt nhất. Bởi vì các anh chị phải hiểu một điều á, giả sử như có một số người nói rằng là tôi rất là giỏi và tôi học rất là chăm, chị học rất là chăm, chị học rất là giỏi, hoặc là chị rất là tài giỏi, chị hiểu nhiều lắm, nhưng mà bây giờ chị không có thời gian để học đâu, chị rất là bận. Và các anh chị phải hiểu này, nếu như mà cả một ngày các anh chị làm rất là nhiều công việc, các anh chị làm từ sáng tới khuya, làm từ khuya tới tối, nhưng mà anh chị vẫn không có tạo ra được cái dòng tiền cho mình, anh chị cũng vẫn không tạo ra được cái khối tài sản mà anh chị mong muốn, anh chị vẫn chưa có tạo ra được cái cuộc sống mà anh chị muốn sống. Vậy thì em hỏi các anh chị nha, anh chị làm việc trong suốt 30 mấy năm để làm gì vậy? Anh chị làm việc trong suốt 30 mấy năm mà cuối cùng ngày hôm nay anh chị vẫn có cái cuộc sống mà anh chị không hề muốn sống, anh chị vẫn chưa có dư được cái gì cho mình. Và ngày hôm nay anh chị vẫn bận rộn như ai khác. Và nếu như mà người nào nói mà tôi bận lắm là chính xác là anh chị là cái người chưa có tự do tài chính được. Anh chị chưa có biết cách khiến tiền phải làm việc cho mình. Anh chị hình dung được không ạ? Vậy nên là
có một cái điều là 30 mấy năm rồi các anh chị vẫn làm cái công việc đó, anh chị vẫn sống ở cuộc sống đó, nhưng mà cái cuộc sống đó nó không giúp cho anh chị hài lòng, nó không giúp cho anh chị thỏa mãn được cái cuộc sống mà mình muốn sống. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra vậy, anh chị làm công việc đó anh chi? Dạ anh chị làm cái công việc đó để làm gì vậy? Tại sao anh chị phải làm với công việc đó chi vậy? Nó đâu có giúp cho anh chị đạt được cái cuộc sống mà anh chị muốn sống đâu mà anh chị làm cái công việc đó làm chi, đúng không ạ? Đã không làm thì thôi, đã làm phải giàu chứ. Đã đi làm, đã không làm thì thôi, đã làm là phải thành công. Đã không làm thì thôi, đã làm là phải phải tạo dựng được cho mình một cuộc sống thành công, thịnh vượng. Các anh chị hình dung được không ạ? Tự nhiên các anh chị cũng là cũng mất, các anh chị cũng mất 24 tiếng như người ta. Các anh chị cũng làm quằn quặt từ sáng cho đến tối. Nhưng mà người ta đó, người ta tạo ra cả một gia tài. Còn anh chị thì sao ạ? Anh chị thì sao ạ? Mà chỉ kiếm đủ tiền để chi tiêu. Vậy tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta phải mất thời gian, cũng cái ngàn đó thời gian, mà chúng ta lại kiếm đủ tiền để chi tiêu? Còn người khác thì giàu lên, người khác thì tạo ra cả gia tài. Vậy thì chúng ta phải là cái người định vị mình không có chịu đi nhảy được. Mình không thể thua thiệt người khác được. Mình phải là một nhà vô địch. Mình phải là một người chiến thắng. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải xuất sắc. Đã không kiếm tiền thì thôi, đã kiếm tiền, đã ra tay đi làm kiếm tiền là phải tạo ra cả một gia tài. Đã không học thì thôi, đã học thì phải giành chiến thắng. Cái người nào mà giỏi nhất trong này đang có kết quả gì thì anh chị phải là cái người đó. Anh chị phải học để đạt được kết quả đó. Rồi, hy vọng anh chị sẽ có cái tư duy của một nhà vô địch. Và một nhà vô địch đó thì họ sẽ sao các anh chị? Họ không có chấp nhận đi sâu đâu các anh chị. Họ luôn luôn là cái người đi trước đón đầu. Tiên phong đi trước đón đầu ha. Các anh chị ghi cái ý thứ hai là một nhà vô địch luôn luôn tiên phong đi trước đón đầu các anh chị. Họ không chấp nhận mình là cái người đi sâu, không chấp nhận mình là cái người thua thiệt. Họ phải là cái người đi trước. Tại vì sao họ là cái người đi trước anh chị? Có cái câu là trâu đi sâu đúng không ạ? Đi sâu chỉ là những con trâu mà uống nước đục thôi. Nên là chúng ta phải đi trước đón đầu thì chúng ta mới có những cái điều ngọt ngào nhất. Chúng ta mới có những cái điều tuyệt vời nhất. Ở đây các anh chị phải định vị mình là nhà vô địch và luôn luôn đi trước đón đầu, luôn luôn là người có kiến thức, có tư duy để mà luôn luôn dẫn đầu, được không ạ? Là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, luôn luôn dẫn đầu đi trước, tiên phong. Và rất là nhiều người ngoài kia họ chấp nhận cái cuộc sống nó an phận, nó bình thường nghe anh chị. Nhưng một nhà vô địch họ không bao giờ chấp nhận cái cuộc sống đó. Và các anh chị cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều cái cuộc thi, cuộc giải đấu, những cái cuộc giải đấu của một cái nhà vô địch. Thì các anh chị ha, em theo sẽ hỏi các anh chị nào. Trong một cái cuộc thi thì nó sẽ có người về bấu, về giải khuyến khích, về ba, về nhì và về nhất. Thì bây giờ em hỏi các anh chị á, cái người nào được người ta nhớ tới nhất? Cái người nào được người khác nhớ tới nhất các anh chị? Trong một cái giải đấu thì anh chị là cái người về nhất, anh chị là cái người vô địch về nhất, với lại cái người về nhì, với cái người về ba. Và cái người về khuyến khích, ai là cái người được xã hội để ý và nhớ tới nhất? Ai là cái người được nhiều quyền lợi nhất? Đúng rồi. Bây giờ em hỏi các anh chị, những cái người về bấu á, có ai biết cái người đó là gì không? Là ai không? Cái người đó có biết người đó là ai không ạ? Hay là người ta chỉ nhớ tới người về nhất thôi? Đúng rồi các anh chị, người ta chỉ nhớ tới người về nhất thôi các anh chị. Và các anh chị cũng bỏ công sức như nhau, các anh chị cũng chơi cuộc chơi như nhau, các anh chị cũng dành công sức quá trời như nhau. Nhưng cái người về nhất là cái người được ưu ái nhất, được nhiều sự chú ý nhất,
sẽ được nhiều cái hãng truyền thông bắt đầu là kết nối để mà có nghĩa là nhờ quảng cáo hoặc là nhờ chụp hình, hoặc là nói chung là cả thế giới sẽ chỉ có biết một cái người, đó chính là cái người về nhất thôi, còn người về nhì, về ba, về tư, khuyến khích gì á cũng không ai biết hết. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái chuyện mà anh chị chọn, anh chị về khuyến khích, anh chị về tư, có một số anh chị nói là thôi trong cuộc thi này mình nhận được giải là mừng lắm rồi, không có cần thiết phải là về nhất đâu, được giải là mừng lắm rồi, chị mà được giải ba hả là chị mừng xuất sắc rồi, chị về giải hai là chị coi là chị đỉnh cao nhất rồi. Nhưng các anh chị, kính thưa tất cả các anh chị về nhất thì mới được nhiều người biết tới các anh chị thôi, còn anh chị về nhì, về ba, về tư, về khuyến khích chả ai nhớ các anh chị lại, anh chị không ạ? Vậy thì ở trong cuộc sống này cũng vậy, các anh chị phải luôn định vị mình là cái người về nhất, thì bởi vì cái người về nhất mới là cái người nhận được những điều tuyệt vời nhất. Mà đã không làm thì thôi, đã làm thì chúng ta phải tạo ra kết quả tốt nhất, và chúng ta phải là người nhận được nhiều giá trị tuyệt vời nhất. Anh chị công nhận không ạ? Bao nhiêu số các anh chị ở đây định vị mình là một nhà vô địch thì hãy comment tôi là một nhà vô địch. Ok, tuyệt vời. Và cái tư duy tiếp theo là những nhà vô địch họ có cái tư duy là họ dám nghĩ các anh chị, dám mơ và dám hành động. Các anh chị ghi vào ha. Một nhà vô địch họ dám nghĩ, dám mơ và dám hành động. Họ luôn luôn là cái người nghĩ lớn. Đầu tiên là họ phải nghĩ là họ làm được và họ phải chơi được cái trò chơi đó. Thứ hai là họ dám nghĩ, dám mơ. Dám mơ là dám hình dung được mình đạt được cái kết quả đó. Và dám hành động các anh chị. Nhưng mà những người ngoài kia có thể là họ dám nghĩ, họ dám mơ, nhưng mà hành động thì họ không dám hành động. Hoặc là có một số anh chị khác là gì ạ? Đến cái việc nghĩ thôi anh chị còn không dám nghĩ nữa. Đấy, cái việc mà nghĩ mình đạt được những cái điều đó thôi còn không dám nữa các anh chị. Vậy thì bây giờ cái bước đầu tiên là chúng ta phải dám nghĩ. Sau đó chúng ta dám mơ. Mơ là hình dung tưởng tượng đến cái kết quả mà mình đạt được. Cái cuối cùng đó chính là chúng ta dám hành động. Nhưng mà thử hỏi các anh chị á, anh chị có dám nghĩ, dám mơ, và đặc biệt ha, không phải là nghĩ bình thường, mà những người vô địch họ luôn nghĩ lớn các anh chị. Mà Donald Trump đã có một cái tư duy rất là đặc biệt, rất là hay, và em theo rất thích tư duy của Donald Trump. Và Donald Trump đúng chính xác là một nhà vô địch. Ông lúc nào cũng thể hiện mình là một nhà vô địch. Ông lúc nào cũng thể hiện mình là cái người đáng gờm, là cái người đỉnh cao, là cái người quyền lực, là cái người có cái bản năng rất là lớn. Đó chính là bạn đã không nghĩ thì thôi, đã mắc công nghĩ rồi á thì phải nghĩ lớn. Dù gì cũng mắc công nghĩ rồi á thì hãy nghĩ lớn. Thế nên là một cái tư duy của người vô địch là dám nghĩ lớn, dám mơ và dám hành động các anh chị. Tư duy tiếp theo nữa là một nhà vô địch họ luôn định vị họ là người chiến thắng. Để là một nhà chiến thắng thì họ phải như thế nào các anh chị? Bây giờ em hỏi các anh chị, để mà thắng được cái, trong tất cả các trò chơi mà họ tham gia họ chơi, thì theo các anh chị là tự nhiên họ thắng được không? Tự nhiên cái là vô chơi là thắng được không? Hay là họ phải làm cái gì đây? Họ định vị mình phải là người chiến thắng, nhưng mà tự nhiên cái nhảy vô chơi rồi đòi thắng, được không ạ? À? Họ định vị là mình phải thắng thì chắc chắn họ phải có một cái sự chuẩn bị gì đó, và họ phải biết một cái gì đó. Vậy thì anh chị có biết được rằng là họ biết cái gì không ạ? À? Các nhà vô địch trước khi chơi một trò chơi thì họ đã định vị là họ chơi là họ phải thắng. Vậy thì để mà thắng được thì đầu tiên họ phải đi tìm hiểu cái luật chơi rất là kỹ các anh chị. Các anh chị ghi vào là bất kỳ cái trò chơi nào họ bắt đầu tham gia chơi, họ đều phải tìm hiểu luật chơi cực kỳ kỹ. Trước khi chơi một trò chơi nào, trước khi tham gia một giải đấu nào,
trước khi làm một cái việc gì thì họ luôn biết cái lục nó rất là kỹ. Và cái thứ hai nữa là các anh chị, những người nhà vô địch họ luôn luôn gì ạ, để mà chiến thắng trong các trò chơi thì họ phải luôn luôn học từ người đã thành công và thành công luôn các anh chị. Tư duy của nhà vô địch các anh chị nha, để mà các anh chị chiến thắng trong tất cả các trò chơi, anh chị phải luôn là cái người luôn luôn học từ nhà những người thành công. Tại sao học từ người thành công? Bởi vì họ hiểu một điều rằng khi họ học từ người thành công thì họ sẽ thành công luôn, không phải mắc công thất bại rồi mới đợi tới thành công. Giờ cho em hỏi các anh chị, khi mà các anh chị làm một cái việc gì đó mà anh chị không có biết trước cái luật thì anh chị sẽ đánh đổi nó bằng cái cách là anh chị phải thất bại một lần. Anh chị phải thất bại một lần thì sau đó anh chị mới bắt đầu là chơi lại. Anh chị chơi lại rồi anh chị mới hiểu, hoặc là anh chị tham gia lại, hoặc là anh chị học lại thì anh chị mới hiểu. Nhưng mà những cái người khôn ngoan của nhà vô địch, có tinh thần nhà vô địch là luôn luôn chiến thắng, luôn luôn giành giải nhất, luôn luôn là cái người làm ra kết quả tốt nhất, đã không học thì thôi, đã không làm thì thôi, làm phải có kết quả tốt nhất, thì họ phải chọn một cái thông minh, một cái cách thông minh, đó chính là làm và học theo người thành công và thành công luôn. Và luôn luôn là tìm hiểu kỹ luật chơi trước khi chơi. Ok các anh chị ơi, đó, các anh chị đã có được những cái tư duy đó chưa? Và có một cái chỗ này em theo sẽ có một cái sự phân biệt cho các anh chị giữa kinh nghiệm với lại trải nghiệm. Có rất là nhiều anh chị bị nhầm lẫn giữa kinh nghiệm và trải nghiệm ha. Kinh nghiệm là gì và trải nghiệm là gì? Cái việc mà trải nghiệm có nghĩa là anh chị làm một cái công việc, ví dụ như anh chị làm kế toán, anh chị làm kế toán từ tháng nọ qua tháng kia, năm này qua năm nọ, năm này qua năm khác. Mỗi năm anh chị sẽ trải qua một cái trải nghiệm, mà anh chị sẽ trải qua một cái khoảng thời gian để mà tôi luyện cái ngành kế toán đó, phát triển thêm về cái kỹ năng trong cái chuyên ngành kế toán đó. Và anh chị cứ dành thời gian để mà trải nghiệm mỗi cái chuyên ngành là kế toán thôi. Thì anh, nếu như anh chị có nhiều cái trải nghiệm á, thì anh chị có thành công được mà. Một cái sự thật anh chị cần phải hiểu là nếu như anh chị có nhiều trải nghiệm thì anh chị không có thành công được. Nhưng mà anh chị có nhiều kinh nghiệm thì anh chị mới thành công. Vậy thì kinh nghiệm ở đây là cái gì? Kinh nghiệm ở đây có nghĩa là những cái điều mà anh chị là những cái tư duy mới, là những cái kiến thức mới, là những cái bài học mới, là những cái trải nghiệm mới mà anh chị được học, và nó được nâng cấp cái con người các anh chị lên, đưa các anh chị lên cái tầng cao hơn, cho các anh chị cái sự am hiểu, cho anh chị có những cái sự gì tư duy càng ngày càng cao hơn, thì đó là những cái kinh nghiệm. Và nếu như anh chị có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ hậu thuẫn cho các anh chị sẽ càng ngày càng dễ thành công. Anh chị hình dung được không ạ? Kinh nghiệm là những cái kiến thức mới, những cái trải nghiệm mới, những cái bài học mới, tư duy mới. Và anh chị phải góp cho mình thật là nhiều cái kinh nghiệm thì anh chị mới dễ tiến đến thành công được. Và anh chị đã hiểu giữa kinh nghiệm và trải nghiệm chưa ạ? Hãy xây dựng cho mình thật là nhiều cái kinh nghiệm mới. Đúng rồi, nếu như bây giờ em giả sử như anh chị chọn, anh chị là không có học từ người thành công, anh chị tự mò đường anh chị đi. Tự mò đường anh chị đi thì tất nhiên là anh chị sẽ gặp cái tình cảnh là anh chị sẽ bị thất bại một lần. Những cái lần đầu anh chị phải bị vấp ngã, anh chị bị thất bại. Và anh chị phải làm lại, và anh chị phải tốn thời gian, công sức làm lại cho đến khi mà nó nhuần nhuyễn, cho đến khi mà anh chị hiểu luật chơi, cho đến khi mà anh chị hiểu hết tất cả thì anh chị mới thành công được. Vậy tại sao anh chị không học luôn từ người thành công mà anh chị thành công luôn? Tại sao anh chị phải ra ngoài kia, anh chị phải mò đường, anh chị đi kinh doanh, anh chị đầu tư? Anh chị mò cho đến khi mà nó ra thì chắc là anh chị cũng khoảng 80-90 tuổi rồi. Vậy tại sao các anh chị lại không học luôn cái người đã làm thành công rồi? Anh chị lấy cái chia sẻ của họ, kinh nghiệm của họ, tư duy của họ,
kinh nghiệm của họ nha, tư duy của họ, kiến thức của họ, anh chị học và anh chị ứng dụng, anh chị thành công luôn. Đó là cái tư duy của một nhà vô địch, luôn học theo người thành công đi trước và luôn luôn hiểu luật chơi trước khi hành động, trước khi làm một việc gì, trước khi chơi một cái trò chơi gì đó. Tại vì khi mà họ tham gia một cái trò chơi, các anh chị, là họ phải xác định họ là người chiến thắng. Họ tham gia một cuộc thi, họ xác định họ là người chiến thắng. Họ tham gia cái chương trình học livestream này nè các anh chị. Cái chương trình học livestream này không có phải là anh chị xem phim cho vui, không có phải là các anh chị ghé vào đây mỗi tối anh chị ghé đây cái là anh chị là cho nó vui, nghe cho nó mát cái tai, nghe cho cái đầu các anh chị nó sáng não, ok nó cũng được. Nhưng mà những cái người mà họ đã xác định họ học, có nghĩa là đây là cái thứ khiến cho cuộc đời của họ sẽ sang một trang mới. Tôi học cái này là để tôi biến chuyển cuộc đời của tôi, giúp cho tôi xây dựng một cuộc đời giàu có, giúp cho cuộc sống của tôi nó chuyển đổi thành một cái trang mới hoàn toàn, một cái cuộc sống mới hoàn toàn. Nên là tôi phải thật kỳ, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ tập trung. Và học tới đâu là phải ứng dụng để chiến thắng, là người có kết quả và phải tạo dựng sự nghiệp. Sau cái chuỗi livestream này là mình phải thay đổi cuộc đời. Cuộc đời của mình nó phải biến đổi. Cuộc đời của mình nó phải thay đổi. Cuộc đời của mình nó phải giàu lên, nó phải khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Mình không có chịu cái cuộc sống cũ này nữa đâu. Không có chịu nổi nữa đâu, phải thay đổi thôi. Đó. Thì sao ạ? Đây là trước khi học, họ có một cái tinh thần chuẩn bị nó chắc chắn, chuẩn bị nó sẵn sàng, nó chuẩn bị cho nó hoành tráng, rồi họ bước vào họ học. Chứ không có đơn giản là cứ thích léo vô là léo vô đâu các anh chị. Họ cực kỳ nghiêm túc cho cuộc đời của họ ha. Đó là cái tư duy mà của một nhà vô địch. Kế tiếp các anh chị, có một cái tư duy của một nhà vô địch đây rất là lớn mà các anh chị ha. Nếu như anh chị nào mà tốt nghiệp được cái tư duy này thì em theo hiểu là anh chị xứng đáng chơi những cuộc chơi lớn. Anh chị rất xứng đáng trở thành đối tác của những người quyền năng, của những người cấp độ cao, của những người mà có cái tư duy lớn, có một cái bản năng lớn, có một cái sứ mệnh lớn. Thì anh chị phải có cái tư duy này. Và em đã quan sát rất là nhiều, để mà có được cái tư duy này, để mà tốt nghiệp được cái tư duy này thì chưa có dễ. Bao nhiêu số các anh chị đón chờ cái tư duy này là tư duy không ạ? Rồi, thì xin phép anh chị ha, thì dùng dinh dưỡng, bữa ăn lành mạnh. Rồi, có một cái tư duy nữa các anh chị, đó chính là một cái tư duy chịu trách nhiệm 100%. Những nhà vô địch họ luôn có một cái tư duy là chịu trách nhiệm 100% các anh chị. Vậy thì để làm sao cho các anh chị biết được rằng là nếu như cuộc đời của anh chị mà anh chị không chịu trách nhiệm 100% thì anh chị không bao giờ chiến thắng được trong trò chơi tiền bạc. Anh chị không thể nào mà chiến thắng được trong cái trò chơi, trong cái cuộc đời này. Anh chị cũng không thể nào là cái người nhận được những cái điều tuyệt vời nhất. Và cái câu chuyện mà minh chứng cho cái bài học này các anh chị, đó chính là cái câu chuyện là xé vỏ kén. Các anh chị đã từng nhìn thấy cái vỏ con kén chưa các anh chị? Các anh chị đã từng nhìn thấy cái vỏ của con kén chưa các anh chị ơi? Đúng rồi. Và anh chị phải hiểu rằng là cái vỏ kén đó nó phải tới giờ, tới giấc, tới độ tuổi của nó thì nữa, con kén nó sẽ tự quằn quại, nó sẽ tự vươn vai, rồi tay chân nó cứng cáp, rồi nó mới ngầu, nó mới quằn quại, nó mới xé cái vỏ kén từ từ ra, rồi nó mới lố cái gương mặt thân thiện của nó ra cuộc đời, rồi nó nhìn trước nhìn sau, rồi nó mới vươn cái đôi cánh nó ra, rồi bắt đầu nó mới vỗ cánh nó bay lên bầu trời để mà nó tận hưởng cuộc sống, để mà nó phát triển cái cuộc đời của mình, đúng không ạ? Đó chính là cái câu chuyện xé vỏ kén. Nhưng mà một ngày đẹp trời,
có một cái đứa nó rất là tà lanh. Và nó rất là tà lanh luôn. Con kén nó đang trong cái nhiệm vụ là xé vỏ kén, đang trong cái giai đoạn là lớn. Và một cái gương mặt của nó bắt đầu hình thành và nó lòi được cái đầu nó ra. Và nó phải vươn vai và nó phải quằn quại rất là nhiều để nó lấy cái tay nó bưng cái vỏ kén ra các anh chị. Nhưng mà có cái thành phần rất là tà lanh, đó chính là một cái cậu bé nào đó rất là tà lanh luôn. Thấy con sâu này, thấy con kén này nó rất là quằn quại. Thấy con kén này nó rất là gọi là không có được thoải mái. Thấy nó cứ sao mà thấy nó đau khổ quá, thấy nó khó khăn, nó giật xé cái vỏ kén không mà sao khó khăn quá vậy. Sao mà có xé cái vỏ kén thôi mà sao mà không có dễ dàng vậy. Thôi để đó cho chị, để cho chị qua chị xé giùm cho. Rồi qua cái anh chị xé cái bịch, anh chị xé cái bực. Nó đâu có bay được đâu các anh chị, cái cánh nó chưa lớn, cái cánh nó còn chưa cứng nữa, đâu bay được. Cuối cùng sao ạ? Nó rất cưng ngủm. Con kén rất cưng ngủm. Cuộc đời của nó bay vào mây khói. Thì trong câu chuyện này có hai cái thành phần. Cái thành phần thứ nhất là cái thành phần tà lăng kia. Cái thành phần thứ hai là bản thân con kén. Bản thân của con kén là chính bản thân các anh chị đây. Anh chị phải hiểu một điều rằng là anh chị, chính bản thân của anh chị là anh chị phải tự nâng cấp bản thân mình lên. Anh chị phải tự lớn lên, anh chị phải tự vượt qua những cái thử thách cuộc đời ban tặng cho các anh chị. Không có ai mà xé dùm cái vỏ kén cuộc đời các anh chị được. Anh chị phải tự quằn quại, anh chị phải có một cái giai đoạn tự quằn quại, tự nhô ra. Và chính vì anh chị phải vượt qua được cái thời gian, cái giai đoạn quằn quại đó, thì sau cái giai đoạn quằn quại đó, em tin chắc anh chị sẽ trở nên một cái người rất mạnh mẽ, rất là cứng cáp và rất là khí chất, rất là khí thế trên cuộc đời này. Cái đó là một cái tư duy chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình. Bởi vì nếu như anh chị không có đủ cái bản lĩnh chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, anh chị không đứng được bằng hai cái đôi chân của mình, anh chị phải nương tựa người khác, anh chị phải bám víu người khác, anh chị phải đổ lỗi cho người khác, anh chị phải trách móc người khác, hoặc là anh chị không có chịu quằn quại mình để mà nhô ra khỏi cái kén của mình, thì chính xác không ai giúp các anh chị thành công được. Anh chị cũng giống như con kén và anh chị sẽ rất ngủm xuống. Nếu như anh chị cứ nằm mãi trong cái kén đó và cứ chờ và cứ đổ lỗi cho người khác và phải chờ ai đó phải xé giùm vỏ kén cho các anh chị, mãi mãi anh chị không bao giờ lớn lên được. Mãi mãi anh chị không bao giờ ngóc lên được cái cuộc đời này. Anh chị không bao giờ ngóc lên được và không bao giờ đứng được trong cái xã hội này. Anh chị mãi mãi, một là sẽ nằm mãi trong cái kén đó, hai là anh chị bị rớt xuống vực sâu và anh chị bị chìm trong cái đáy của những cái thứ, của những cái điều mà nó không tuyệt vời nhất, một cái cuộc sống mà nó bế tắc, nó bằng cùng, nó khủng hoảng, nó thậm tệ nếu như anh chị không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Và những nhà vô địch họ hiểu một điều rằng tôi tạo ra cuộc đời của tôi, chính tôi tạo ra cuộc đời của tôi. Những cái lúc mà anh chị quằn quại đó, những cái lúc đó là những cái lúc anh chị phải tự lớn lên. Còn cái thành phần nhiều chuyện như này anh chị, cái thành phần mà tài lanh tài lại nè, là sao? Kiểu như là ta đây giỏi, ta đây quyền năng, ta đây giỏi. Ok, cái chuyện này đơn giản mà mày làm được, để đó chị làm giùm cho. Để chị làm giùm cho các anh chị. Thấy người ta đang quằn quại, các anh chị hiểu không ạ? Thật ra là người ta thương người. Thấy anh chị quằn quại nó không có được thoải mái nên là người ta thương. Thương anh chị không dám cho các anh chị quằn quại nên là đã làm giùm cho các anh chị. Thích làm giùm cho các anh chị để cho các anh chị ngồi anh chị tận hưởng. Mà anh chị cứ để người khác làm giùm cho mình và anh chị cứ ngồi tận hưởng đi, và anh chị chính xác giống như con kén đó. Đó nên là nếu như mà anh chị cũng là cái thành phần mà tài lanh kia, anh chị thành phần là tài lanh, ví dụ như là giữa người cha với người con, cha mẹ với con cái, cha mẹ thường rất là không thoải mái nhìn con của mình quằn quại lớn lên, hoặc là khi mà đứa con các anh chị nó té một cái các anh chị xót xa, hoặc là con của các anh chị nó đang vật lộn để nó đứng dậy với cuộc đời thì các anh chị cũng xót xa. Nhưng mà anh chị phải hiểu một điều, những cái giây phút đó nó mới lớn được. Và đó là, hoặc là giữa những nhà lãnh đạo chứng kiến những cái người đối tác của mình, những cái người đội nhóm của mình. Và những nhà lãnh đạo mà nếu mà thương thì cho vô cho rọt,
cho giọt. Cái đó là cái ngôn từ ghét thì cho ngọt cho bùi. Đó nên là nếu như mà các anh chị là những cái nhà lãnh đạo mà anh chị thương những cái người đậu nhốt của mình theo cái kiểu thương hại, xé vỏ kén giùm, là anh chị cũng hiểu luôn, anh chị đang hại chính những cái người đậu nhốt của mình đó. Và em thơ cực kỳ không hề muốn các anh chị trở thành một nạn nhân. Nếu như em mà làm giúp giúp cho các anh chị hoặc là biến các anh chị trở thành một nạn nhân thì chính xác, mãi mãi anh chị sẽ là một nạn nhân. Vậy em chỉ muốn các anh chị phải tự đứng ở đầu chân của mình. Nếu như mà cảm thấy nó không được thoải mái dễ chịu thì tự quằn quại mình mà bước lên. Khi mà anh chị bước lên được, anh chị đứng lên được, chính xác lúc đó anh chị lớn mạnh. Anh chị là một cái người suy nghĩ lớn, một cái người quyền năng, một cái người bản lĩnh, đứng trên cái đầu chân của mình, gây dựng lên được cái sự nghiệp của mình thì anh chị mới có thể giúp người khác được. Anh chị mới lo được cho bản thân của mình, lo được cho gia đình của mình, lo cho xã hội, lo cho cái cuộc đời của mình, mới làm nên chuyện lớn được các anh chị. Đôi chân còn chưa cứng cáp, chưa đứng được trên đôi chân của mình thì anh chị sẽ làm được cái gì đây? Nên là đừng có bao giờ xé vỏ kén, đừng có bao giờ thương hại người khác, đừng có bao giờ giúp đỡ người khác theo cái kiểu đó các anh chị. Đúng không ạ? Ok, các anh chị hiểu được chưa? Đó đây là có rất là nhiều người họ không có hiểu được tư duy của nhà vô địch. Họ cứ nghĩ là những cái người vô địch là những người lạnh lùng, là những người ích kỷ, là những người chỉ sống cho bản thân. Nhưng mà họ phải làm như vậy để cho bạn tự mạnh lên đó. Bạn phải tự lớn lên đó. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn thì bạn mới có thể là làm chuyện lớn được. Bạn mới có thể là gì ạ? Trở thành đối tác của những người tư duy cao, tầm nhìn xa được các anh chị. Đó, vì vậy nên là em theo khuyên các anh chị là phải luôn chịu trách nhiệm cho bản thân của mình, luôn tự đứng trên đôi chân của mình. Chính bản thân các anh chị mới xé được cái vỏ kén cuộc đời của mình ra. Anh chị mới là cái người quằn quại để mà vươn vai, vươn cái đôi tay mình lên, vươn cái đôi chân của mình lên, phát triển cái cơ thể này. Nó bản năng, nó mạnh mẽ. Anh chị đứng lên cái đôi chân của mình được, chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của các anh chị là do anh chị tạo ra, không có do bất kỳ ai trên cái cuộc đời này hết. Và những cái sự việc nó xảy đến, nó chỉ giúp cho các anh chị tốt hơn mà thôi. Được không ạ? Và nếu như anh chị là một nhà lãnh đạo, anh chị phải định hướng được cho cái người đội nhóm của mình họ tự lớn lên, họ tự làm được những cái việc đó, chứ không phải anh chị làm giúp cho họ. Ok, anh đây là anh chị nào mà đang trong là đội nhóm của em Thơ, đang học tập phát triển cùng Thơ, anh chị phải hiểu một điều, cái khả năng tự lực của các anh chị rất là cao, anh chị mới đi được với em Thơ nữa mà. Không có cái chuyện mà vô đây để em giúp các anh chị ha, làm hết cho các anh chị là không có cái chuyện đó. Nếu mà cái cuộc đời của các anh chị mà anh chị không có lo được ấy, thì anh chị lo được cho ai? Rồi, đó là cái tư duy rất là đặc biệt của những nhà vô địch các anh chị. Và còn một cái tư duy của một nhà vô địch nữa, đó chính là tư duy hành động 100%. Cái khả năng hành động của một nhà vô địch là hành động 100%. Hành động 100%, tiến về phía trước. Yes, mục tiêu của mình, tiến về trước. Hành động 100%, toàn bộ tâm trí của họ chỉ dồn đến một mục tiêu của mình và nhắm thẳng tới mục tiêu của mình và chạy tới mục tiêu của mình. Không cần biết xung quanh thế nào, không cần biết, có nghĩa là họ không có bao giờ mà đi nhìn vô những cái thứ xung quanh rồi bắt đầu ngồi đó phân tích, lý giải, biện minh, đổ lỗi, rồi đưa ra những cái vấn đề. Họ không cần biết các anh chị, cái mục tiêu, cái sự tập trung của họ là họ nhắm tới đích thôi. Mục tiêu, sự tập trung của họ là họ chỉ nhìn về cái đích, họ chỉ nhìn về những cái thứ mà họ sẽ đạt được trong cái cuộc chơi đó, trong cái việc làm đó. Họ không có quan tâm, không có quan tâm, và chuẩn bị tinh thần tiến về phía trước, chuẩn bị tinh thần chạy về phía trước, chạy về cái mục tiêu của mình và không bao giờ ngoảnh lại. Không bao giờ ngoảnh đầu lại đâu các anh chị.
không bao giờ mà quýt cái đầu lại đâu, không có bao giờ nhìn qua, không có nhìn nhìn lại đâu, không có nhìn cái mục tiêu nọ rồi phân tích, không có nhìn cái vấn đề này rồi phân tích, không có nhìn cái vấn đề kia mà phân tích, mà họ chỉ có một việc là nhắm thẳng đích chạy, nhắm thẳng đích chạy tới đích thôi các anh chị. Đó là cái tinh thần của một nhà vô địch. Vậy em hỏi các anh chị có hành động được như vậy không ạ? Bây giờ em hỏi các anh chị, giữa một cái người á hành động, nhắm tới đích hành động, với là một cái người cứ đi một chập cái nhìn qua bên trái, ô cái vấn đề này to quá vậy sao ta, giờ có đi được không ta, có làm được không vậy, không biết có học được không nữa, sao mà thấy nó chán quá, thấy người ta làm phiền mình quá, thấy sao nó khó khăn quá, sao nó bất đắc dĩ quá, sao nó vướng nhiều thứ quá, chưa được thoải mái, con cái rùm đề tùm lum hết, bác không có được. Rồi bắt đầu ngồi phân tích lý giải lý sự, rồi đổ lỗi trách móc ABC xong rồi không được, mình phải tới cái đích của mình thôi. Ok, vượt qua đi tiếp. Thì theo các anh chị là giữa cái người mà cứ đi đoạn xong dừng lại nhó tới cái vấn đề, rồi nhìn vô cái vấn đề, rồi phân tích vấn đề, rồi sau đó rồi mới đi tiếp, rồi nhìn vô vấn đề, rồi là phân tích vấn đề, rồi lại đi tiếp. Theo các anh chị cái người đó chứ là cái người Giạt rồi nhắm thẳng đích tiền. Thế các chị cái người nào đi nhanh hơn, cái người nào á là cái con trâu đi trước, cái người nào là đi trước đón đầu, cái người nào đi trước đón đầu các anh chị. Vì vậy nên nè, tư duy của một nhà vô địch, anh chị muốn trở thành nhà vô địch, anh chị không thể nào mà cứ ì ạch được. Tư duy của một nhà vô địch, anh chị không thể nào mà cứ tập trung vào những cái vấn đề xung quanh của mình, xung quanh của các anh chị đó, vấn đề nó nhiều lắm. Thì thầy cờ đã có một câu nói là gì ạ? Dù anh chị là ai thì anh chị cũng sẽ gặp vấn đề. Nếu như anh chị không muốn gặp vấn đề, chỉ trừ khi anh chị không còn sống nữa. Có nghĩa là anh chị không sống nữa thì anh chị mới không có vấn đề thôi. Chứ còn trong cuộc sống các anh chị là đầy rẫy các vấn đề. Nhưng mà những cái người nhà, những cái nhà vô địch đó các anh chị, họ chỉ nhắm tới mục tiêu, họ chỉ nhắm đến kết quả cuối cùng, và họ không có thấy cái vấn đề nào ở đâu hết á. Vấn đề xung quanh họ rất là nhiều, nhưng họ không có thấy tâm trí đâu mà thấy, thời gian đâu mà thấy, thời gian đâu mà để ý chi mấy cái vấn đề làm gì. Thời gian của họ là dồn hết tâm trí vào cái mục tiêu, dành hết tâm trí vào cái mục tiêu cuối cùng, và nhắm đích và tiến thôi. Giạt ra. Và em Thư nói cho các anh chị nghe nha, tất cả các anh chị ở đây, anh chị, tất cả các anh chị ở đây là các anh chị đều là nhà vô địch hết á. Khi mà được, để mà các anh chị sinh ra trên cái cuộc đời này ha, các anh chị mà có mặt trên cái cuộc đời này là các anh chị đã là nhà vô địch hết rồi các anh chị. Các anh chị hình dung được không ạ? Sinh ra trên cuộc đời này các anh chị đã phải vượt qua một phần 400.000% cái tỷ lệ như vậy để các anh chị vượt qua được tất cả những người đồng đội của mình, những người anh em của mình, để mình có thể là lầu, để mà mình sinh ra được trên cái cuộc đời này. Nên tất cả các anh chị ở đây đã là nhà vô địch, xin chúc mừng các anh chị. 300 triệu con tinh trùng hồi xưa, anh chị phải chiến đấu, anh chị phải tranh giành, có nghĩa là anh chị phải dành hết cái tâm trí của mình, cái nỗ lực của mình để mà tiến đến về cái đích của mình. Và anh chị đã có mặt trong cái cuộc sống ngày hôm nay, và anh chị đã là nhà vô địch. Và cái thời khắc mà em Thiêu nghe cái câu chuyện là con tinh trùng màu đỏ đó các anh chị, anh chị biết không ạ? Chính anh chị là con tinh trùng màu đỏ, 300 triệu con tinh trùng để mà đi giành một cái trứng. Anh chị đã nghe câu chuyện đó chưa ạ? 300 triệu con tinh trùng chỉ để đi giành một cái trứng thôi các anh chị. Và con tinh trùng nào mà gặp được cái trứng đầu tiên, có nghĩa là chui vào được cái trứng nha, gặp được cái trứng cũng chưa chắc là anh chị đã chiến thắng đâu. Mà anh chị phải được phép chui vào cái trứng để mà kiến tạo nên cuộc đời và có mặt trên cuộc sống ngày hôm nay. Anh chị tưởng cái quá trình đó là dễ hả? Anh chị đã làm được chuyện đó và có mặt trên ngày hôm nay, anh chị đã là một nhà vô địch. Nhưng vì khi anh chị sinh ra, anh chị bị xã hội vùi dập, anh chị bị tất cả những cái tình huống, những cái sự việc nó đè nắng, nó ép anh chị, nó uống én anh chị, nó đã làm cho anh chị quên đi bản thân mình là một nhà vô địch. Đó, đây là các anh chị phải hiểu rằng là anh chị có biết rằng là cái lúc anh chị là
chiến đấu với 300 triệu con tinh trùng đó, anh chị chiến đấu như thế nào không? Bây giờ anh chị thử nghĩ lại thử coi. Cái thời đó nha, cái thời mà anh chị tranh giành cái trứng để mà anh chị ra đời nè, anh chị thử nghĩ coi, 300 triệu con tinh trùng mà anh chị vượt qua được. Theo anh chị nha, anh chị đi từ từ, anh chị ung dung, anh chị hát hò, anh chị cứ đi từ từ, anh chị có vượt qua được 300 triệu con tinh trùng không? Hay là anh chị phải đi với cái tinh thần là 1, 2, 3 chiêu tới cái đích của mình. Còn nếu như mà anh chị cứ đi ung dung từ từ, ung dung từ từ, anh chị có giành nổi được cái 300 triệu trên đồn mà. Và giả sử như anh chị đi ung dung từ từ đó, tới cái đích ngay chỗ cái trứng đó, có ai cho phép các anh chị chen vô cái trứng không? Có ai cho phép không ạ? Bởi vì cái tinh thần không có muốn ra đời, cái tinh thần ì ạch, không có muốn giành chiến thắng, không có muốn lộ ra cái cuộc đời này, thì ai mà cho phép các anh chị ra khỏi cuộc đời này làm cái gì? Bởi vì họ sẽ dành cơ hội cho những con tinh trùng khác. Ở đây là các anh chị hiểu rằng là để mà các anh chị xuất hiện trên cuộc đời này, các anh chị cũng là một cái nhà vô địch. Và em theo xin nhắc lại các anh chị, và chính cái thời khắc mà anh chị sinh ra trên đời, các anh chị khóc oe 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 đó, là anh chị chứng minh rằng tôi là nhà vô địch, tôi là người thành công, tôi là người chiến thắng, tôi là người khỏe mạnh, tôi là một nhà vô địch. Và kể từ giây phút này trở về đi, anh chị hãy tự ám thị mình, anh chị là người thành công, sinh ra trên đời anh chị là người chiến thắng, anh chị là một nhà vô địch, anh chị là 1 triệu phú đô la, anh chị là 1 tỷ phú đô la, anh chị là một người thành công, một nhà vô địch. Anh chị phải tự ám thị mình, hãy lấy lại bản thân của mình, hãy lấy lại cái tinh thần đó, cái tinh thần mà tranh giành với 300 triệu tinh trùng, và bắt đầu là chiêu thẳng tới cái đích của mình để chen vào được cái trứng đấy, để mà anh chị có mặt trên ngày hôm nay. Anh chị phải hiểu mà, anh chị rất tuyệt vời. Và không phải ra đời với một cái hình thể nó bình thường đâu, mà mình ra đời với một cái hình thể nó rất là xinh đẹp, nó rất là phú quý, gương mặt, mắt, mũi, miệng nó rất là đầy đủ, trái tim đập bình thường, đầu óc phát triển, não bộ phát triển tuyệt vời. Ở đây là anh chị đã giành một cái chiến thắng nó rất là lớn khi mới vừa ra cuộc đời. Và bản thân các anh chị là một nhà vô địch, vô địch thiên hạ đó các anh chị. Ở đây là em theo xin nhắc lại đi, các anh chị nhớ, chính anh chị là một người thành công, là người chiến thắng, là một nhà vô địch, là một tài phiệt đô la. Hãy lấy đó ám thị mình, hãy ám thị bản thân của mình. Và nhờ khi mà khoảnh khắc em theo biết được, khi mà em theo sinh ra, em theo là một nhà vô địch. Và lúc nhỏ các anh chị, mẹ của em đã bỏ em để mà đi làm kiếm tiền. Và em theo đã tự biết được cái cuộc đời của mình phải chịu trách nhiệm 100%, tự biết được cuộc đời của mình phải lớn lên. Nên là em theo đã để cho mẹ em theo đi làm. Mặc dù mẹ em bỏ em theo tay lên tay xuống, lăn cù bơ cù bắc, em theo vẫn chịu trách nhiệm, không bao giờ khóc. Mẹ em nói là không bao giờ em theo khóc, bởi vì em theo biết được rằng sinh ra trên đời mình phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, phải để cho mẹ mình đi làm. Mẹ mình đi làm kiếm tiền mới nuôi được mình lớn lên. Mình lớn lên để mình làm gì ạ? Mình lớn lên để mình trở thành một cái tài phiệt, trở thành một nhà vô địch, nên mình lại phụng dưỡng lại cha mẹ của mình. Đây là chưa bao giờ em theo đổ lỗi hay là trách móc hay là khóc, hoặc là có một người nào đó vô tình họ lỡ tay sơ ý làm ảnh hưởng tới em theo, thì em theo cũng không một lời trách móc họ. Bởi vì mình là một người chịu trách nhiệm, bởi vì mình là một người nhà vô địch, thì mấy cái chuyện con như thế không xứng đáng để chúng ta phải đổ lỗi, không xứng đáng chúng ta phải trách móc người ta, mà mình phải là một nhà vô địch chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình các anh chị. Ok mà. Và không bao giờ em theo khóc mấy cái vụ mà nhỏ bé đâu, mấy cái vụ mà cha mẹ mà bỏ bê mình là chuyện đó không khóc. Bởi vì mình là một nhà vô địch, nhà vô địch chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Tôi tạo nên cuộc đời của tôi, và em theo luôn hành động 100%. Một nhà vô địch là phải hành động 100%, tiến tới cái đích của mình. Anh chị phải hành động làm sao cho xứng đáng một nhà vô địch, hành động làm sao mà cho nó xứng đáng là một cái nhà tài phiệt, hành động làm sao cho xứng đáng cái tinh thần của một người thành công. Nên là kể từ giây phút này trở về đi, nếu như mà anh chị hành động lơ mơ, không hành động 100%,
hoặc là đứng nhỏ hơn vấn đề, hoặc là các anh chị thấy cái vấn đề các anh chị rút lui, rút quân, thì anh chị hãy nhớ lại cái khoảnh khắc, cái khoảnh khắc mà hồi còn nhỏ đó, cái khoảnh khắc mà anh chị là một con tinh trùng á, anh chị nhớ không, nó có cái đuôi dài dài quẩy quẩy đó, thì anh chị đã như thế nào, anh chị đã tiến đến cái trứng như thế nào, anh chị đã phóng tới cái trứng như thế nào, anh chị nhớ lại đi. Sao anh chị không nhớ lại cái khoảng cách đó, để mà anh chị lấy cái tinh thần đó, anh chị hành động cái này nè, để anh chị tiến đến cái mục tiêu của mình, tiến đến cái cuộc sống trong tương lai anh chị thật sự muốn sống. Anh chị hãy gì ạ? Nhắm thẳng cái của mình và tiến tới thôi, đừng có bận tâm quá nhiều, bỏ hết tất cả, gạt ra. Và em thư thường hay nói với các anh chị, nếu như có một cái chiếc xe mà nó chạy với 180 km/h một giờ thì không có ai mà dám đụng chạm các anh chị đâu, không có ai mà dám cản đường các anh chị. Nếu như mà các anh chị tiến đến cái mục tiêu của mình với cái một tốc độ là 180 km/h và các anh chị chỉ phóng thôi thì không có ai mà dám ngăn cản các anh chị được. Giống như là cái tinh thần của con tinh trùng màu đỏ hồi xưa, anh chị nhớ không, cái thời đó đó anh chị đã tiến tới cái trứng như thế nào, nhớ lại đi. Rồi xong rồi anh chị xác định mình là một con tinh trùng, nhà vô địch, giành chiến thắng, không có ai mà dám mà đụng vô cái đứa mà chạy 180 km/h hết, mà ai dám đâu các anh chị. Và họ phải gạt ra cho các anh chị phóng, phóng và phóng. Ok không ạ? Hy vọng rằng là em sẽ truyền cảm hứng được cho các anh chị hiểu được tư duy của một nhà vô địch. Và đặc biệt có một cái tư duy cuối cùng nữa các anh chị, là một nhà vô địch họ luôn luôn học hỏi với một ly nước chấm các anh chị. Luôn học hỏi với một ly nước chấm các anh chị ơi. Lúc nào họ cũng học hỏi như một ly nước chấm. Bởi vì họ hiểu một cái điều rằng là một nhà vô địch mình phải có càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Tư duy kiến thức của mình càng ngày càng cao, sự am hiểu của mình càng ngày càng lớn. Nếu như mà mình học cái kiểu hời hợt, mình sẽ không bao giờ nạp đủ tư duy kiến thức cho mình. Và họ hiểu rằng cái thời khắc mà họ nói là tôi biết rồi, nó sẽ gì ạ? Cái bộ não của họ nó sẽ dừng lại, nó sẽ đóng lại và nó không phát triển lên nữa. Nên là một nhà vô địch, họ luôn học hỏi với tinh thần là một ly nước chấm. Họ luôn ưu tiên cái sự trang bị cho mình một cái bộ óc, một cái bộ kiến thức, một cái bộ tư duy cao, một cái sự hiểu biết rộng, hiểu biết sâu. Và để mà có được cái sự hiểu biết rộng, hiểu biết sâu, và người khác làm được cái thứ họ làm, người khác làm được cái thứ mà họ không làm được, thì họ phải học cho được, họ phải nghiên cứu cho được. Mà để mà luôn luôn học hỏi cho được những cái thứ mới thì đòi hỏi cái bộ não nó phải mở, cái bộ não của họ phải luôn luôn ở cái dạng mở. Để gì ạ? Để bất kỳ một cái tư duy nào đó nó vô tình nó chạy vào não của họ, họ sẽ ghi nhận và họ sẽ thay đổi. Và anh chị phải hiểu là nếu như anh chị muốn là một nhà vô địch thì cái sự am hiểu phải lớn. Mà một sự am hiểu lớn, anh chị đòi hỏi phải luôn luôn cập nhật kiến thức tư duy. Mà để mà luôn luôn cập nhật được tư duy hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu lớn, và học đâu nhớ đó, học đâu hiểu đó, anh chị phải học với một ly nước chấm. Học như là mình chưa biết gì cả, học như là cái đó là cái thứ mà mình chưa biết. Và em theo luôn 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 để cho mình ở một cái trạng thái là lắng nghe các anh chị, học hỏi và lắng nghe. Khi mà em theo gặp trước một cái người nào mà làm được những cái thứ mình chưa làm được, em theo luôn đặt cái trạng thái là lắng nghe tất cả, em lắng nghe hết. Lắng nghe sau đó là em nghiền ngẫm, em xem thử là cái điều này mình chưa hiểu ở đâu, có cái điều gì mình chưa biết, để mà mình có thể là mình chưa hiểu cái đó nó ở cái chỗ nào, thì em luôn lắng nghe rất là kỹ để mình có thể lấy cái đó làm cái bài học của mình. Và thời khắc mình lấy được nhiều cái bài học của người thành công, mình có được nhiều cái kinh nghiệm của những người thành công, thì mình sẽ tạo ra được cái sự thành công như họ đã tạo ra. Nên là anh chị hãy luôn nhớ, nếu như anh chị xác định mình là một nhà vô địch thì anh chị phải luôn luôn có một cái tinh thần là học như một ly nước chấm. Học như thế là mình đang cần phát triển lên, học như thế là mình cần phải phát triển lên nữa, mình cần phải trau dồi thêm nữa. Và đừng bao giờ có cái suy nghĩ là tôi biết rồi. Nếu như anh chị đủ giỏi, nếu như anh chị đủ biết rồi, thì anh chị
không bao giờ phát triển lên nữa. Và anh chị hãy sử dụng cái khoản tiền và cái cuộc sống mà cái số tiền mà anh chị tạo ra đó, anh chị cứ sống ở cái mức đó thôi. Và anh chị không bao giờ tốt hơn được. Nên là một nhà vô địch phải luôn luôn có cái tinh thần học hỏi, học như một ly nước chấm các anh chị. Học hết tất cả những thứ xung quanh của mình, học hết tất cả những cái bài học mà chúng ta cần phải học để chúng ta tiến đến cái đích thành công. Bất kỳ một người thành công nào đó chia sẻ cái gì, chúng ta phải học hết tất cả. Chúng ta hãy lắng nghe, thấu hiểu, nghe cho kỹ. Mà anh chị muốn nghe kỹ mà anh chị với cái suy nghĩ là tôi biết rồi thì anh chị không bao giờ nghe được. Dù cái bài học đó nó hay cỡ nào anh chị cũng không nghe được. Ở đây là có một số anh chị á, là gì cứ nghĩ là mình giỏi rồi. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc nhỏ đó thì các anh chị thích hỏi lắm. Anh chị thử nhìn mấy đứa nít thôi các anh chị, nó cực kỳ thích hỏi. Đụng chuyện gì là nó hỏi chuyện đó, đụng cái gì là nó muốn hỏi, đụng cái gì đó muốn hỏi các anh chị. Bởi vì lúc còn nhỏ đó các anh chị rất thích học hỏi. Nhưng mà khi mình lớn lên, cái tôi của mình nó cao. Mình sợ nếu mà cái gì mình cũng hỏi, cái gì mình cũng học là người ta nghĩ mình không có được thông minh, người ta nghĩ mình nó không có được giỏi. Ở đây là mình không dám hỏi các anh chị, mình không dám hỏi bất cứ thứ gì. Và anh chị cứ để cho cái cuộc đời nó trôi dạt cho các anh chị đi. Nhưng mà em lại có một cái suy nghĩ khác. Một nhà vô địch có một suy nghĩ khác. Họ phải luôn trau dồi kiến thức. Và cái gì ảnh hưởng đến cuộc đời của họ, họ càng hiểu càng nhiều càng tốt. Nên là nếu như mà có một cái kiến thức gì đó mà các anh chị cần phải học lại, nó quan trọng cho cuộc đời của các anh chị, thì anh chị hãy cứ học lại như một ly nước chấm. Biết đâu được anh chị sẽ nâng cấp được cái cơ thể của mình, nâng cấp được cái quyền năng của mình, nâng cấp được cái tư duy của mình lên được một cái tầng cao hơn. Được không ạ? Rồi, thì đó là những cái tư duy của một nhà vô địch. Và em Theo rất thích hợp tác kinh doanh và đầu tư với những nhà vô địch. Bởi vì một nhà vô địch là không có cái gì có thể cản đường của họ được. Chơi là giành chiến thắng, mà chơi là luôn chơi lớn. Mà đã chơi là giành chiến thắng và hợp tác với những họ, với những người nhà vô địch rất là tuyệt vời, thì chúng ta cùng nhau hợp tác để chúng ta tạo ra những cái điều tuyệt vời, những cái điều lớn mạnh, có thể là làm những cái chuyện lớn. Và họ sao ạ? Luôn luôn là giành chiến thắng và luôn luôn chơi lớn. Ok mà. Rồi, hy vọng là tất cả các anh chị ở đây sẽ là những nhà vô địch tuyệt vời và có thể hợp tác kinh doanh đầu tư cùng với nhau. Có thể biết đâu được trong tương lai chúng ta sẽ là những cái đối tác trọn đời với nhau thì sao. Ok, vậy thì hôm nay thì em Theo xin kết thúc live stream tại đây. Chúc cho các anh chị ngủ ngon trong niềm sự thành công mà giàu có. Xin chào và hẹn gặp lại các nhà vô